Trong thời đại mà con người đã phóng phi thuyền lên cùng trăng để tìm chị Hằng và chú Quậy, hay sử dụng robot và các thiết bị tự động hóa để thay cho sức lao động của con người, thế giới vẫn đầy rẫy những điều bí mật chưa được giải mã. Bermuda có thực sự là tam giác quỷ đã nuốt chửng không biết bao nhiêu tàu thuyền đi vào nó? Chiếc máy bay MH370 rốt cuộc đã đi về đâu? Người ngoài hành tinh đã bắt cóc nó sao? Hay mới đây, trong bối cảnh đại dịch Covid lan nhanh, một số người dân tại Anh đã đổ nguyên nhân gây ra dịch bệnh là do những cột phát sóng 5G. Nghe có lỗ bịch không nhỉ? Nói thế để thấy xung quanh chúng ta vẫn luôn tồn tại những bí ẩn và những thuyết âm mưu mặc dù rất hoang đường, vẫn luôn kéo một lượng đông người cuồng tín vào và lan truyền đông đảo. Bóng đá cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Nhưng lạ chưa kìa, đi đá bóng, hoạt động thể dục thể thao lành mạnh mà cũng có drama sao? Nào quý vị, ngay sau đây hãy subscribe kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm của Tuyên Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi đi tìm hiểu về những thuyết âm mưu drama nhất làng Túc Cầu nhé. Messi và loại hormone bí ẩn. Thời còn đang tập ở lò đào tạo trẻ La Masia, Lionel Messi đã được tiêm một loại hormone bí ẩn để trở thành một cầu thủ siêu phàm như ngày hôm nay. Đúng vậy đấy, không ít người đã và đang tin sãi cổ chuyện này. Khi Lionel Messi mới gia nhập Barcelona năm 13 tuổi, anh đã lập tức nhận được chế độ chăm sóc đặc biệt tựa như một loại thần dược, hormone tăng trưởng cho con người. Chất này vốn bị cấm sử dụng trong gần như tất cả mọi môn thể thao. Vậy là Messi và Barca đã sử dụng dược phẩm phi pháp để biến anh trở thành vị chúa bóng đá sao? Không, vớ vẩn. Messi đã bị chuẩn đoán rối loạn thiếu hụt hormone tăng trưởng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của anh. Câu lạc bộ xứ Catalan cam kết tài trợ toàn bộ chi phí đắt đỏ để Leo có thể phát triển bình thường và siêu sao người Argentina đã ngừng tiêm hormone tăng trưởng này đến khi tuổi trưởng thành bắt đầu. Brazil bán độ. Trận chung kết World Cup 1998 đáng lý ra phải là sân khấu cho Ronaldo de Lima tỏa sáng rực rỡ. Brazil khi ấy được đánh giá cao hơn cho chức vô địch thế giới, nhưng cuối cùng họ lại gục ngã trước chủ nhà Pháp của Zinedine Zidane. Tuy nhiên, theo một thuyết âm mưu, trận đấu này được cho là đã bị dàn xếp thắng thua. Đội tuyển Brazil được cho là đã đồng ý quăng game và nhường ngôi cho người Pháp để đổi lấy 18 triệu USD tiền hối lộ, quyền đăng cai World Cup và một bảng đấu dễ thở tại kỳ World Cup 2002. Song trên thực tế, niềm hy vọng số 1 Ronaldo đã sả sút bất ngờ do gánh nặng áp lực khổng lồ. Thậm chí anh còn lên cơn hoảng loạn và động kinh trước thềm trận đấu. Sự thật đằng sau là Ronaldo đã phải tiêm thuốc giảm đau vào cái đầu gối có tiền sử chấn thương của mình. Cơn động kinh co giật của anh ấy là sự phản ứng với tác dụng của thuốc tiêm đó. Tại vòng chung kết World Cup diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002, đúng là Brazil đã rơi vào một bảng đấu dễ thở, nhưng với trình độ vượt trội như họ thì cũng chẳng bao giờ là khó cả. Và Robéo đã có màn trở lại ngoạn mục khi tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng, góp công lớn vào chiến tích vô địch World Cup lần thứ 5 trong lịch sử Selecao. Kết quả bốc thăm giải vô địch bóng đá châu Âu đã được dàn xếp. Hồi tháng 6 năm 2016, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã vạch trần một chiêu thức gian lận trong các lễ bốc thăm giải bóng đá châu Âu. Ông Blatter cho biết những quả bóng có chưa lá thăm các đội đã được cho vào tủ lạnh trước khi đưa ra bốc thăm. Bằng cách này, người tham gia bốc thăm có thể phân biệt được sự khác nhau nhờ nhiệt độ. Không có bên nào lên tiếng về phát biểu của cựu chủ tịch Blatter. Tuy nhiên, những hình ảnh từ quá khứ cho thấy đang có một học thuyết âm mưu tại lễ bốc thăm các giải đấu bóng đá. Điều này được báo Marca phân tích qua dữ liệu của 5 vụ việc bị nghi ngờ gian lận trong các kết quả bốc thăm các giải đấu cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đầu tiên, cựu giám đốc FIFA Benny Allen bị cáo buộc dàn xếp kết quả bốc thăm địa điểm thi đấu của một số đội tại World Cup 1994. Cụ thể, ông Alon bị gây áp lực phải để Mexico thi đấu ở Orlando, nơi có rất đông cổ động viên yêu mến đội bóng. Cựu giám đốc FIFA sau đó cũng thừa nhận đã có bên thứ ba gây sức ép và muốn Mexico thi đấu tại Orlando. Tới mùa giải 2010-2011, trận playoff của giải Segunda B của Tây Ban Nha cũng bị đặt nghi vấn có dàn xếp kết quả. Khi đó, chủ tịch Pablo Cordoba của Adobe Dashboard hỏi người dẫn chương trình: "Lá thăm nào của Arandina?" Và ông nhận được câu trả lời: "Trong cái rổ kia." Ở đây, Arandina là đội bóng không quá tiếng tăm. Và khi Pablo Cordoba thực hiện màn bốc thăm, ông lại chọn chúng Arandina. Chưa hết, một cựu trọng tài quốc tế làm việc cho kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ từng cáo buộc kết quả bốc thăm Champions League toàn bị dàn xếp. Các trái bóng có chưa lá thăm được tin rằng có đặt một thiết bị rung khiến người thực hiện việc bốc thăm dễ dàng phân biệt. Huyền thoại Javier Zanetti của Inter từng bị cáo buộc trực tiếp nhúng tay dàn xếp các trận đấu ở mùa giải 2015-2016. Cựu sao người Argentina thay vì dùng tay đảo thứ tự của các quả bóng chưa lá thăm trước thì lại bốc quả đầu tiên rồi mới đảo qua các quả bóng còn lại. Hình ảnh từ máy quay cho thấy hành động khả nghi này của nhà vô địch Champions League 2010. Theo kết quả bốc thăm, AS Roma phải chạm trán Real Madrid, còn Juventus đụng Bayern Munich. Một năm sau đó, đến lượt cựu sao của kiền kiền trắng Roberto Carlos khiến cộng đồng mạng dậy sóng với cách bốc thăm rất lạ. Cụ thể, anh bốc một trái bóng trước, nói thầm điều gì đó trong miệng rồi lại đưa nó vào rổ và xoay đều trước khi chọn ra trái bóng mới.
Đến mùa giải trước, kết quả bốc thăm ban đầu của Champions League đưa PSG và Manchester United đụng độ nhau ở vòng bảng. Khi đó, Messi vừa chuyển đến Parc des Princes, còn Ronaldo cũng vừa quay trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Đây có thể được xem là cặp đấu triệu đô mà lại lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, giới mộ điệu đã phát hiện ra cách thức bốc thăm có sai sót và buộc UEFA phải tiến hành cho bốc thăm lại. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc những trái bóng chưa lá thăm các đội dự Champions League có thể đã được đánh dấu theo cách thức nào đó, từ đó dễ dàng dẫn đến gian lận. Những tin nhắn bí ẩn của Barcelona, lối chơi tiki-taka của Pep Guardiola tại Barcelona là thứ bóng đá đỉnh cao nhất. Ngoài ra, nó còn là hệ thống tin nhắn mật mã được sử dụng bởi phiến quân nổi dậy Syria để vận chuyển lậu vũ khí cho cuộc nội chiến với chính phủ Syria. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu nha. Cả đài truyền hình Syria là Anduya và Tổng thống Syria khi đó là Bashar al-Assad đã khẳng định vào năm 2012 rằng chiến thuật tiki-taka của Barcelona đã thể hiện bản đồ của con đường vận chuyển lậu vũ khí từ Liban tới Syria của quân nổi dậy. Họ còn chỉ ra rằng trận đấu tại Copa del Rey của Barcelona gặp Real Madrid chính là bằng chứng lớn nhất để minh chứng cho lời khẳng định của chính quyền Syria rằng chính lối chơi này đã chỉ đường để giúp đỡ quân nổi dậy. Có một phiên bản hoàn toàn khác của Neymar. Neymar là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Brazil để thực hiện mục tiêu giành chiếc vô địch World Cup 2014 trên sân nhà, cho đến trận đấu tứ kết gặp đội tuyển Colombia khi mà một bi kịch xảy ra. Neymar đã gặp phải một chấn thương cột sống vô cùng nghiêm trọng sau tình huống phạm lỗi của Camilo Zuniga. Nhưng sau đó đã có rất nhiều giả thuyết cho rằng người đó không phải Neymar mà là một người khác giống với Neymar, với những tranh cãi cho rằng anh ta đã bị mất đi hình xăm. Và theo những giả thuyết đó thì Neymar không hề bị chấn thương. Tại sao lại như vậy? Liệu giờ đang có một kẻ giả mạo tiền đạo người Brazil thi đấu tại PSG, hay phiên bản thật của cầu thủ này đang sống hạnh phúc tại một hòn đảo bí ẩn trắng? Thôi nào, quay trở lại thực tế đi. Chấn thương của Neymar là thật, nên đừng cố gắng để bào chữa cho thảm bại trước đội tuyển Đức nữa. Ly cocktail bí ẩn của Diego Maradona. Maradona đã có suy nghĩ trong đầu về việc giành chiếc vô địch tại kỳ World Cup 1990 trên đất Italia, và không gì có thể cản được cậu bé vàng làm được điều này, kể cả là Brazil. Brazil đã phải nhận một đòn đau từ Argentina khi để thua đội bóng xứ Tango tại vòng 1/16, và cầu thủ số 6 của Brazil khi đó là Branco, cầu thủ được giao nhiệm vụ theo kèm Diego Maradona, đã cảm thấy nóng người và uống một ngụm nước từ chai nước trên ghế dự bị của đội tuyển Argentina. Sau khi uống chai nước, Branco bắt đầu cảm thấy choáng choáng. Anh ta bắt đầu nhìn thấy mọi thứ trên sân như nhân đôi và hầu như không thể đứng vững. Argentina đã cho một lượng thuốc giảm đau vào chai nước và trận đấu được định đoạt bởi phong cách chơi bóng thiên tài của Maradona. Mặc dù có nhiều tranh cãi cho rằng đây chỉ là một lời nói dối và Brazil khi đó không thể nuốt trôi thất bại trước Argentina nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với TYC Sport vào năm 2011, Maradona đã nói về trận đấu đó như sau. Tất cả các cầu thủ Brazil đều tới để uống nước và đột nhiên một cầu thủ của chúng tôi là Vasco Olaticocha đã cầm chai nước lên. Khi đó tôi đã hét lên là Vasco, đừng uống chai nước đó. Và thế là tất cả bọn họ đều phát hiện ra. Nhưng với riêng Branco thì đã quá muộn, anh ta đã uống hết sạch.